Vợ chồng em gặp nhau lúc đó là em còn đang là đi học, mà em đi học là ở Đồng Nai. Khoảng thời gian mà gặp nhau lúc đầu thật sự là nó hầu như là không có. Tại vì em đi học là chỉ có khi nào mà về phép, về Tết và về nghỉ hè là một năm chỉ được có hai lần như vậy thôi. Ủa các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em với vợ em lấy nhau là cũng được hơn một năm. Hai vợ chồng gặp nhau là trong một cái cơ duyên là cùng đi chung một cái buổi coi mắt của người ông anh. Mà ông anh đó hiện tại là anh vợ của em. Em cũng đi chung và em là đi bên họ nhà gái. Còn vợ em là đi bên họ nhà trai. Và cái cuộc đám cưới đó nó không có diễn ra được. Người anh vợ của em với người chị của em là không có đến với nhau được. Là không có duyên, nó cứ là một cái cầu nối để em với vợ em gặp nhau thôi. Nhưng mà em với anh thì lại thành duyên. Thấy ông ngộ không? Nhưng mà cái lần đầu tiên mà em gặp cái ông này trong cái buổi ra mắt đó, em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ em thấy ảnh nói chuyện cũng nhiều, xong rồi cũng thu hút. Xong rồi ảnh về nhà ảnh xin số điện thoại Zalo của anh hai em á. Mới có được số của em mới nhắn tin thôi, chứ không phải là ảnh tin tiếp của em. Em ấn tượng với vợ em ngay lúc đầu gặp nhau là vợ em là gương mặt rất là sáng, công nhận nói sáng, chuyện rất là hiền, rất là ngọt mà ngoan và lễ phép nữa. Nếu như mà nói là buổi gặp đầu tiên mà là tiếng sét ái tình thì nó có thể là như thế luôn. Ghê chưa nào mà hai người lại gặp gỡ nhau vậy? Lúc đó là em mới ra trường, thì em có một cô bạn thân, thì em với bạn đó cũng là độc thân luôn, thì hai đứa mới quyết định là em sẽ giới thiệu cho bạn đó một chú bộ đội, và bạn đó cũng giới thiệu cho em một cô gái, thì khi đó là bạn giới thiệu cho em là vợ của em hiện tại. Thì lúc đầu bạn khá là chảnh, em gửi lời kết bạn qua Facebook á, thì bạn cũng có đồng ý. Em mới hỏi cho bạn em là mình gửi kết bạn cho bạn Trang á, thì bạn không đồng ý. Chắc các bạn giới thiệu cho mình người khác đi, chứ bạn này chảnh quá mình không tán được. Nhưng mà mình nhìn cái giao diện á, mình nhìn cái hình thức thì mình có kết liền không? Dạ thật đầu thì em qua nhìn qua Facebook thì bạn cũng rất là xinh ạ. Dạ cũng có ưng ý. Thì hôm đó là bạn của em thì cũng nhắn cho Trang đồng ý kết bạn đi, thì tối hôm đó thì bạn Trang có đồng ý kết bạn. Thì lúc đầu em cũng suy nghĩ không biết nói lời chào bạn Trang như thế nào cho có ấn tượng. Thì tại vì em với bạn kia thì cũng là bạn thân nên hay xưng là mày tao đó. Em mới nhắn cho vợ em tin đầu tiên là chào mày. Thì vợ em nhắn cho em là chị chào lại mày. Thì lúc đó là em mới thấy là vợ em rất là cá tính đó. Ủa nhưng mà khi mà em nhận được một cái tin gọi là chào mày, em có hết hồn không? Dạ thì em cũng thấy kiểu như là cũng lạ lắm. Bình thường là chào em, chào bạn các kiểu gì đó, nhưng mà kể như cái ngày hôm đó mà chồng em mà kêu mà chào em hay là chào bạn thì chắc cũng không có mặt tại sao ngày hôm nay đâu. Đây là tìm điểm khác biệt để cố tình em. Dạ đúng rồi, thì em thấy ông này tự nhiên vô tán gái mà chào mày. Xong rồi em cũng nhỉ lẹ chứ, xong rồi em cũng lướt chắc cũng phải 7-9 lần cái Facebook. Thì nhìn thấy cũng khá ấn tượng. Trắng tươi trắng tươi cũng duyên, cũng cười, có nụ cười rất là duyên. Rồi em mới quyết định gọi là em trả lời là dạ, chị chào mày. Chị chào lại mày, tại em biết ông ấy 96, ông nhỏ hơn em 1 tuổi. Em đã biết về bạn ấy rồi. Dạ tại vì thì bạn em có giới thiệu thì cũng nói sơ qua là bạn của bạn em tại hai đứa chơi chung. Sao em kêu là chị có ai quên chị có. Dạ lúc đó là vợ em cứ bắt em gọi là chị, thì vợ em mới chấp nhận nói chuyện nha. Thôi em chấp nhận em lùi một bước. Thôi dù vì sau này cô ấy cũng gọi mình là anh thôi. Đến khi nào thì mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ tụi em kết nhau là khoảng 3 tháng á. Ồ 3 tháng sau mới gặp nhau ngoài đời? Dạ đúng rồi. Là khi đó là bạn vợ em thì làm ở Bảo Lộc. Dạ hai tụi em lúc đang yêu xa. Thì em tán bạn ấy trong vòng vẹn trong 7 ngày thôi. Dạ. Đó thì em mới nhắn cho vợ em á là trước giờ thì em chỉ tán một người nào dưới 1 tuần thôi. Tại vì khi mà tình yêu đến với nhau á là mình phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nếu mà có thiện cảm rồi á thì nếu mà em chấp nhận thì em yêu anh. Vợ em lúc đấy vợ em đồng ý. Mà đã gặp nhau bao giờ đâu? Dạ. Nhưng mà tụi em tuy xa cách về mặt địa lý nhưng mà cảm giác là tình yêu của hai người rất là đong đầy rồi đó chị. Thế rồi gặp nhau như nào? Gặp nhau trực tiếp như nào? Có bị sốc vì người kia không trắng tươi như mình nghĩ không? Dạ thì cái khúc mà anh ấy tán em 7 ngày á
là cái lúc đó thì kiểu như em chưa có tình cảm với ông đâu, mà chẳng qua thấy nói chuyện ông cũng thú vị, hai đứa rất là kêu, nói cái câu đó kêu không sao ông thấy kiểu cũng ghét ông gì à. Em này em kêu là thôi chắc là đồng ý đại đi, xong hồi vài ba tháng thấy kiểu say đắm, xong hồi mình đá ba tháng sau thì lúc đó thì em đang làm ở ngân hàng dưới Bảo Lộc á, xong kiểu em cũng ông cũng là một phần lý do, hai nữa là kiểu như là em cũng muốn thay đổi môi trường thì em lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì gặp ông ấy thì ông từ quân đội bước ra thì thấy cũng mình hết hồn nữa. Ủa cái lúc đó là em lên trên trại quân đội gặp ảnh? Dạ đúng rồi, thì em lúc đó là em xuống Sài Gòn là em ở quận 12 thì anh ở Củ Chi, thì hai đứa này hẹn nhau đi Long An chơi, thì mà cái khúc Củ Chi thì nó gần Long An hơn nên là em chạy xuống. Ông bước ra kêu với em có tin nhắn, anh 1m7, em thì mình 1m6 thì thôi quen trai 1m7 cũng được. Ủa gì 1m7 mà có thể sao có nhầm người hay không vậy? Rồi qua hỏi anh Duy Khương à, ừ anh nè em cho em phải không? Và lúc đó em mặc nguyên một bộ đồ ninja hở hai mắt em chạy xe máy mà. Lúc đó thì em ra cổng em rất là bất ngờ, thì em chỉ nhìn thấy cái cặp mắt của vợ em thôi, vợ em mặc một đồ chống nắng ấy, người ta hay gọi là ninja. Thì bắt đầu thì em thấy bạn dáng khá là đẹp, em chở bạn xuống Long An. Thì lúc mà hai đứa đi chơi thì bạn mới bỏ bộ đồ ninja của bạn ra, thì em mới thấy toàn bộ gương mặt của bạn lúc đấy. Yeah. Em rất là ấn tượng, em thấy bạn xinh gái hơn ở ngoài rất là nhiều. Xinh gái hơn trong Facebook luôn đó. Rồi hello Bình nha. Bình đúng không? Mình tên Bình hả? Dạ đúng rồi chị, em tên Bình. Rồi Bình ơi, em đẩy xa cái camera ra khỏi khuôn mặt em một chút xíu ha. Đang lái xe hay sao vậy em? Dạ không, em đang ngồi nghỉ trưa ở trên xe thôi chị. Rồi em đẩy xa cái camera ra một chút xíu ha, tại vì nó đang bằng luôn cái khuôn mặt của em rồi nên nhìn nó không có rõ. Rồi, ok. Rồi, Bình giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha, họ tên, tuổi và công việc, quê quán của mình nha. Dạ, em tên là Đỗ Bình, sinh năm 96. Em ở Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là em làm em công việc gì em? Tài xế đưa rước công nhân. Ở đâu em? Dạ em ở Hồ Chí Minh. Ở quận nào á? Dạ em ở Việt Nam thôi. Là đưa đón cho công ty nào ở các khu công nghiệp hay là sao? Dạ em đưa đón cho nhân viên ở Sài Gòn làm khu công nghiệp ở trên Bình Dương á. Là nhà em cũng ở Gò Vấp luôn hả? Dạ đúng rồi, nhà em Gò Vấp. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì vậy Bình? Điểm mạnh thì em có trò chơi thể thao, biết lái xe. Còn gì nữa không? Hát hò phải không? Dạ em không biết hát. Không biết hát. Có điểm yếu gì không em? Em chỉ có lâu hơi bị chậm tiểu chút xíu thôi. Em không phải quyết định rồi. Em nói tập. Hai mối tình. Chia sẻ với hai mối tình như thế nào? Chia sẻ được bao lâu? Tại sao mình chia tay? Thứ nhất là khoảng một năm, nhưng mà do em làm nghề tài xế á, gia đình bên bạn đó là không có ông cái công việc cho lắm, nên là mình tới nó là do nên làm cho công ty. Nhưng mà bây giờ bạn này chỉ quan tâm đến
tiền của mình thôi, nên là không có kết quả hết. Rồi mối tình thứ hai là quen được bao lâu? Dạ, nửa năm. Mối tình đầu là được 1 năm hả? Rồi, ok. Giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Dạ. Em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì cũng đơn giản. Em cao mét bao nhiêu vậy Bình? Dạ em cao 1m65 chị. Rồi bạn gái thì em mong muốn cao khoảng bao nhiêu thì được? À cả cho em thôi chị, không cần cao quá đâu. Tiếp đi, tiếp đi. Về mẫu bạn gái chưa tả chi tiết về mẫu bạn gái đi. Thì nói chung là nữ thì bình thường biết quan tâm chồng, biết quan tâm mình một xíu. Không có biết nói chung là ok. Về ngoại hình, về tuổi tác thì có yêu cầu gì không? Dạ không, bình thường cũng được. Cao thấp mà 4 sao nè. Cao thì không cần cao lắm, chỉ cần bằng em thôi. Ok. Rồi ok Bình ha, hôm nay là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nên là có lịch kế hành hoặc là có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em ha. Ok, rồi chị cảm ơn em nhiều. Thank you.